Xin chào các bạn nha. Thì vừa rồi á, nói chung là hổng gài luôn, vẫn có nhiều bạn là nhắn tin vào, comment vào hỏi mình là anh ơi, em chỉnh chỉnh côn đó các bạn, hành trình côn á, sao mà bây giờ em dựng chống đứng lên mà bánh xe nó vẫn quay, rồi khi em đạp lại á, thì nó lại đứng, rồi khi em vào số em vặn ga lên nó lại quay thì lại quay luôn, nhưng mà khi em vịn lại thì mới đứng, như vậy là có ổn không anh? Rồi có bạn thì tại sao xe em thì bánh nó đứng, còn xe bạn em thì bánh lại quay mà nó không có dừng được. Đó, đạp lại thì đứng được nhưng mà buông ra lại quay. Thì hôm nay á mình sẽ làm video này. Mình nói về vấn đề chỉnh côn sao cho nó chuẩn. Và có những ý kiến trái chiều là nói khi mà chỉnh côn mà dựng chống đứng lên thế này là sai, là không đúng. Thì hôm nay mình sẽ làm luôn về vấn đề này để cho những bạn nào mà còn chưa có hiểu rõ về vấn đề cắt côn, tức là giữa cái ly và cái hộp, thì hôm nay mình sẽ làm luôn. Thì trước khi mình đề máy hai chiếc này cho các bạn xem cái côn chỉnh như thế nào á, thì mình sẽ nói trước cái bộ nồi của mình thì nó sẽ gồm có rất nhiều lá bố và lá thép. Mình tưởng tượng như đây là hai cái lá bố và lá thép. Thì khi mà các cái nồi các bạn á mà trong trạng thái mà nó hợp á, thì những cái lá này nó sẽ áp sát vào nhau và nó tạo nên một cái lực ma sát rất là chặt đó, nó nén chặt để mà nó quay. Cái này quay thì cái này nó sẽ quay theo và kéo theo luôn, đó là cái bánh xe của mình quay. À, nó là hộp nha. Rồi khi mình cắt côn, mình cắt côn là nó sẽ ly, thì hai cái lá này nó sẽ ly ra các bạn, nó không còn cọ vào nhau nữa. Thì cái độ ly này, để mình xin nói sâu chút xíu nữa, là cái độ ly này mang tiếng là nó ly nhưng mà cái độ hở nó rất là nhỏ nha các bạn. Ở trong cái bộ nồi mình á, thì nó có nhiều lắm, nó cỡ khoảng chục miếng á, vừa vừa lá thép mà vừa lá bố luôn, nó khoảng chục miếng á, mà khi các bạn cắt côn á thì nó ly ra có chút xíu à. Thì cái khoảng cách chút xíu này nó chia đều ra những cái miếng này, thì các bạn nghĩ đi là nó đâu cách khoảng cách đâu có nhiều đâu đúng không, chỉ một chút xíu thôi, cỡ khoảng 1-2 gem, mình nghĩ là khoảng đó thôi đó các bạn, không hơn đâu nha, rất ít. Thì vừa quay lại vấn đề mà chỉnh côn nè, thì tại sao mình nói các bạn là bánh xe quay với không quay hơi ồn đó các bạn. Thì mình xin nói thêm, tại sao có chiếc bánh quay, có chiếc bánh không quay? Thì các bạn nghĩ đi, những chiếc xe mà mới mua về á, thường là cái bánh xe nó sẽ nặng hơn. Lý do đầu tiên là sơn trong dĩa nó còn cứng nha. Thứ hai nữa là cái bố thắng đĩa của mình nó còn bót, thành ra là bánh xe nó cứng, nó nặng hơn bình thường. Và nó chưa có hoạt động nhiều cho nên là nó chưa có chân chu các bạn, tất nhiên là nó phải cứng hơn bình thường. Thì cái chuyện mà bánh xe khi các bạn chỉnh côn mà nó cắt hết á, bánh xe đứng luôn không quay miếng nào là chuyện bình thường, vì thực tế cái bánh nó rất là cứng. Còn bây giờ tại sao các bạn hỏi là tại sao mà bánh xe xem nó quay, thì khi mình nói rồi là cái bánh xe các bạn khi mình đi nhiều á thì nó sẽ cái bố hết, nó hết bị bó nè, sơn trong dĩa nó cũng êm rồi nè, nó cũng mượt nè, thì cái bánh xe lúc đó các bạn quay nó nhẹ hiều rồi đúng không? Bây giờ mình thử cho các bạn xem nha, rồi mình sẽ nói xem thêm vấn đề này nữa. Đây, mình cho các bạn xem chiếc xe này. Đúng là nó nhẹ không? Lúc trước nặng có luôn nha, các bạn nhớ không? Nặng chịu chịu nhưng bây giờ là nó nhẹ rồi. Còn chiếc này mới nè, các bạn xem nè. Nó nặng không? Như vậy khi mà các bạn chỉnh côn á thì với chiếc xe này nè, khả năng cao là cái bánh xe nó sẽ không quay. Còn nếu mà nó quay á thì khả năng là hai cái này nè nó còn cọ đó các bạn. Và bây giờ chắc chắn các bạn sẽ hỏi luôn, anh ơi nếu mà nó đã tách ra rồi thì sao cái bánh xe này nó quay được? Đó là một vấn đề nữa nha, mình sẽ làm luôn vấn đề này. Mình sẽ giải thích vấn đề này vì sao mà cái bánh xe nó quay và không quay. Trước khi mình giải thích, mình xin nói luôn nha, cái vấn đề mà các bạn chỉnh côn mà bánh xe nó quay và không quay á, nó không phải là một cái chuẩn mực để các bạn chỉnh côn đâu, nó không phải nha. Bây giờ mình nói vấn đề là tại sao bánh xe quay nè. Giữa hai cái lá bố thế này và lá thép, khi mà nó có độ hở, các bạn biết cái nồi xe này á, nó là cái nồi ướt, tức là sao, nó được nhúng ở trong nhớt, mà cái độ hở các bạn thấy là nó rất nhỏ, khoảng 1-2 gem, thì nhớt thì các bạn biết rồi, nó đặc hơn là nước mình đúng không? Nó vừa đặc mà nó vừa có độ nhờn và nó có sự kết dính nhẹ, kết dính nha. Thì khi mà hai cái miếng này mặc dù là nó đã được ly một khoảng cách rất là nhỏ, mặc dù nó vẫn ly nha,
nhưng mà giữa nó sẽ là những cái màng nhớt. Thì khi mà cái này nè nó quay, cái này do cái nhớt nó bám vào thì nó vẫn có cái lực quán tính, nó kéo luôn cái thằng này đi theo, nó kéo luôn chứ, mặc dù là nó đã ly rồi. Mình nhắc lại nha, cái này nó quay thì cái này vẫn có khả năng sẽ quay theo. Vì sao? Vì nó có nhớt, mà nhớt chen vào giữa hai cái lá này nè, khoảng cách rất là nhỏ, thì khi nhớt nó bị mang đi thì nó sẽ cọ sát lên cái lá bên này, nó cũng mang cái này đi theo đó. Vì vậy cho nên là nó mới quay. Nhớt thì các bạn biết là nó có độ nhờn, các bạn thử coi, sờ nè, nó có độ nhờn và làm như là nó hơi kích dính á, cho nên là cái chuyện mà nó quay luôn cái này là chuyện bình thường. Thường khi các bạn mà để ý nha, tại sao mà cứ dụng các bạn nổ máy lên, các bạn không vặn ga thì bánh xe nó không quay, nhưng mà khi các bạn vặn ga, mặc dù là không có vào số luôn, vặn là bạnh lên là bánh xe nó cuốn, các bạn để ý đúng không, nó sẽ cuốn liền. Đó là như vậy đó. Khi các bạn cắt côn cũng vậy, mặc dù đang cắt côn nhưng nếu các bạn vặn ga mạnh thì khả năng bánh xe nó vẫn có thể là quay, là cái do cái này. Khi các bạn vặn ga mạnh á thì vẫn có khả năng làm cho cái này nó quay, vì cái này nó quăng mạnh, cái này cuốn theo. Nhưng mà do cái bánh xe xe mới nó còn nặng các bạn, cho nên là dù cho cái này nó có quay theo đi nữa, nó không đủ sức để mà nó làm cho bánh xe quay, vì bánh xe đang nặng. Còn với xe này nó đang cực kỳ nhẹ, thì với cái lực này nó đi, khả năng là cái bánh xe sau nó cũng bị cuốn theo, là như vậy. Bởi vậy khi mà các bạn đạp thắng hoặc là các bạn dùng cái tay vịn lại thì nó vẫn đứng lại. Vì thực tế cái lực này làm sao nó đủ lớn, nó đủ lớn để mà lôi luôn cái bánh xe khi có cái tay mình vịn lại được, đúng không? Nó chỉ là một cái màng nhớt thôi, các bạn hiểu mình không? Còn khi mà nó bám chặt á thì là khác à. Bám chặt lúc này các bạn cho nó hợp rồi á thì nó khác à. Còn khi nó ly nè thì cái này quay, cái này vẫn có khả năng lớn là sẽ quay theo, vì do là có màng nhớt ở trong đó. Đó. Bởi vậy mình mới nói hoài, nếu các bạn chỉnh côn, thấy bánh xe quay mà có thể dễ dàng dùng cái tay mình hoặc là cái chân mình vịn lại là ok. Còn nếu các bạn vịn vào mà nó vẫn gịch như nè, nó muốn đi á, vậy là chắc chắn hai cái này là vẫn còn khít nè. Các bạn cắt chưa hết nè, chắc chắn 100% là nó còn khít, nó còn cọ vào, cho nên là nó mới gịch nó đi. Và khi đó là sẽ tổn cái nội của mình. Bởi vậy các bạn phải chỉnh làm sao cho nó cắt hoàn toàn ở đây. Và vì lẽ đó cho nên mình muốn các bạn là dựng chống đứng lên, mình kiểm tra là hay nhất. Còn về cái vấn đề mà độ rơ tay côn, các bạn thấy có ai chỉnh côn mà không có độ rơ không? Bắt buộc phải có độ rơ. Độ rơ ở ngoài này, độ rơ ngoài này nè các bạn. Đây, độ rơ ngoài này. Rồi trong này, còn tùy vào cái cách sử dụng xe của mình. Có nhiều bạn á sẽ thích là chỉnh á, ga khúc dày nó mới ăn. Có bạn chỉnh gắt hơn nữa, tức là bóp vô bì vẫn cắt nè, nhưng mà vừa hở nhẹ ra tới đây là nó đã ăn rồi. Đó, thì nó sẽ bắt sớm hơn. Đó là do cách chạy và sở thích của mỗi người thôi. Chỉnh làm sao? Ở đây có độ gơ. Khi các bạn cắt côn hết thế này, nó cắt hoàn toàn là ok. Còn chuyện bánh xe quay và không quay á, đó là không phải là một cái quy chuẩn để mình cắt côn. Tại vì có nhiều bạn á phản pháo, mình nói gì hơi nặng, nói chung là có góp ý là chỉnh côn mà để bánh xe để này là không đúng. Tốt nhất là cứ leo lên xe ngồi, cắt côn làm sao mà xe nó không trường tới nữa là ok. Thì mình nói thêm vấn đề này, tại sao mà mình không hướng dẫn các bạn leo lên ngồi? Bản thân chiếc xe này nó nặng khoảng chừng 120 kg, các bạn cho dù nhẹ đi khoảng 50 kg, nó là 170 kg, thì khi các bạn chỉnh cắt côn, mặc dù nó vẫn còn cắt chưa hết, nó nhẹ nhẹ thế này, nhưng khi các bạn leo lên ngồi á thì nó sẽ không bao giờ nó nhúc động đậy được, không thể nào nhúc nhích được. Lúc này những cái lá côn và lá bố nó chỉ cọ nhẹ thế này thôi, nó vẫn xoay và vẫn cọ nhẹ nha các bạn, nhưng nó không đi được, là vì sức nặng của mình, của bản thân nó không nghĩ đi được. Thực tế lúc đó là cắt chưa hết hoàn toàn đó, cho nên mình không hướng dẫn các bạn leo lên ngồi là vậy đó. Còn không tin á thì các bạn cứ thử xem, leo lên ngồi các bạn chỉnh côn cho nó hơi bị dính chút xíu á, để bánh đứng nè, tức là khi các bạn dùng tay gị lại nó vẫn ăn nhẹ đó, các bạn cho nó xuống rồi các bạn leo lên ngồi thử xem nó gị các bạn đi nổi không. Sao gị nổi? Vì lúc này á cân nặng của mình, cân nặng của xe nữa, chưa kể luôn cái bánh xe nó đang nặng, nhất là những xe mới. Những xe mới á, bánh xe nó nặng mình nói rồi, rất nặng, mà mình còn leo lên ngồi nữa, thì cho dù các bạn cắt côn chưa hết,
còn dính hơi hơi thế này, giống như rà khôn đó các bạn, nó vẫn không đi. Mà như vậy là các bạn thấy nó có hại bố nội không? Có chứ, nó chà xát thế này nè, nó chà liên tục thế này, lâu ngày vài tháng nó sẽ ra bã những cái mạc, những cái bố nội mới thì lại càng dễ ra bã nữa. Và khi ra bã thì nó làm gì? Nó làm nghẹt cái đường nhớt. Nó hư cái nồi là chuyện nhỏ thôi, nó nghẹt cái đường nhớt. Mà nghẹt rồi là sao? Cháy cam, cháy lòng, lớp B hay gì đó, đủ thứ chuyện hết. Và lại đổ thừa cho xe là sao bị lỗi, tại sao mà xe này không dùng nhớt, lọc nhớt ngoài hay gì đó, rất là nhiều chuyện. Mà vấn đề lớn ở đây là do chỉnh côn. Mà leo lên ngồi chỉnh là mình thấy không thế nào chính xác được 100%. Đó. Chính vì vậy mình muốn các bạn dừng nhóc đứng, cắt làm sao mà khi mà bóp hết côn đó, cắt được là ok. Cắt ở đây là mình nói rồi, chỉ việc dùng cái tay nè, dịnh lại thế này mà đứng lại, thậm chí đứng luôn là ok rồi. Còn buông ra, khi các bạn buông côn ra là vẫn quay nha, các bạn cắt côn là nó quay luôn chứ nó không dừng. Là vì á, lúc này là mình nói rồi, do có quán tính á, nó đang có chớ bánh xe nó đang quay mà, thì cái này nào sẵn là nó sẽ cuốn này, là cái này đi luôn, thành ra bánh xe quay luôn. Nhưng nếu các bạn dùng một lực bắt nó dừng lại thì nó sẽ thắng được cái lực của cái này, nó không bắt này đi được nữa, bánh xe đang nặng mà, thì nó lại dừng luôn. Còn với những chiếc xe bánh xe nhẹ thế này á, khả năng cao là nó sẽ cuốn đi luôn các bạn. Nhất là các bạn mà xài nhất 40 á, cái nhất đặc hơn nữa thì là càng dễ cuốn bánh xe đi luôn, đi hơn. Vì mình nói rồi, khoảng cách hai này nó cực nhỏ, mà khi nhớt mà có độ nhớt nó cao hơn, nó đậm đặc hơn nữa thì nó lại kể gàng bắt này đi theo nè, thành ra bánh xe lại càng dễ quay hơn. Thì thôi, mình hy vọng clip này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề cắt côn và nhả côn. Bây giờ mình sẽ lần lượt mình mở máy cho các bạn xem cả hai cắt côn như thế nào. Bây giờ mình sẽ đề máy và mình vào số cắt côn cho các bạn xem. Ví dụ như xe mình, như nhiều bạn nói là dựng thế này đó, chỉnh côn không đúng á, thì nếu mà không đúng là sau 20.000 là cái bố xe mình nó hư rồi, cái lòng xe mình nó hư luôn rồi, nó chà bố đó các bạn. Như vậy là mình chỉnh có đúng không? Mình nghĩ là đúng đó, không sai đâu ha. Các bạn lưu ý á, là trước khi chỉnh côn là phải chạy cho thật nóng, chạy khoảng 10 cây số luôn là an toàn nhất. Vì lúc mà cái xe nó nguội á, là chỉnh không chính xác nha. Phải chỉnh lúc nóng, các bạn lưu ý vấn đề này cho mình. Mình á, thì mình có làm nóng xe rồi. Lúc nãy mình mới đi công chuyện về đó, nó còn nóng đó các bạn. Các bạn thấy nó gị không? Đó, bây giờ nó đứng rồi nè. Dính ha. Bây giờ nè, các bạn thấy nó quay luôn không? Đó, nó vẫn đứng. Các bạn thấy nó vẫn gị đúng không? Nè, bây giờ mình lên ga là nó sẽ quay nè. Là do cái lực này nó quăng á. Các bạn thấy không? Đó. Mình vẫn cắt côn nha. Các bạn thấy rõ ràng không? Buông côn à. Bây giờ là nó quay luôn á. Tại vì nó đang có chớn đó các bạn. Do bánh xe bây giờ nó đang nhẹ nữa. Còn nếu như xe này mà mới á, thì bánh xe nó đang bị nặng, khả năng cao nó sẽ bị dừng lại các bạn, nó không thắng nổi cái lực quán tính, nó quay luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm thắng cho đứng lại nha. Đó, mình lên ga, mình cắt côn rồi các bạn nhìn nè, mình cắt côn sát luôn nha. Mà thấy không, nó quay liền. Đó, thấy không? Đó, các bạn hiểu vấn đề chưa? Tức là bánh xe mà đang cực kỳ nhẹ thì hai cái này nè, cái này quay nhớt nó vẫn bám theo, nó quay và nó làm cho thằng này nó quay theo luôn. Tại vì nhớt bản thân nó có độ kích dính, nó có độ nhờn và nó đặc, thì nhớt càng đặc nó là càng dễ cuốn cái này quay theo, mặc dù đang ly. Tại vì nếu mà nó ly xa cỡ này á thì dễ gì mà quay được, nhưng mà khoảng cách nó ly á, nó ly thôi, thực tế khoảng cách hai thằng á nó rất nhỏ. Mà chưa kể xui xui mà nếu mà miếng bố này và cái miếng thép này mà có một miếng nó bị cong vênh, mình ví dụ nó cong vênh như vậy nè, không nhiều vậy đâu nha, mình chỉ ví dụ thôi, thì khi mà nó ly thực tế nó vẫn còn bám nhẹ thì lại càng dễ quay hơn nữa. Đó là một cái vấn đề mà các bạn nên hiểu. Bây giờ mình sẽ qua chiếc Exeter. Các bạn biết là Exeter thì cái hành trình côn này nó càng ngắn,
có độ gơ nè, thì nó còn chút xíu à, cho nên là phía Yamaha chỉnh á, cắt như vậy là cắt luôn nè, nhưng mà vừa nhích nhẹ ra là ăn rồi. Cho nên khi mà đang chạy quen với chiếc xe này, chiếc Winner nè, cô cũng hơi xa thiếu, mà qua đây là cực kỳ dễ tắt máy. Lần đầu tiên mình quên lên á, mình quên là tắt máy ngay, là do cái côn này chỉnh gần đó. Gần hay xa là còn do mình cái thói quen mình chạy như thế nào nữa, mình thích gần hay thích xa đó các bạn, nó không quan trọng ha. Xe này là mình mua về là mình chưa chỉnh côn lần nào nhé các bạn. Côn này là chỉnh từ trên hãng về luôn đó. Bây giờ các bạn xem nè, cái máy mình cũng đã làm nóng rồi, đang ấm đó các bạn. Bánh xe đang nặng nha. Đó, khi mình vào số nó có chớn là nó đi luôn, nhưng mà khả năng á là mình thắng lại là đứng luôn, tại vì á bánh xe nó đang nặng. Các bạn thấy không, mình lên ga nó vẫn cuốn, nó vẫn cuốn đi nha, nhưng mà vì bánh xe nó nặng nè, các bạn thấy nó gị không? Đó, đứng luôn, đứng luôn nè, vì bánh xe đang nặng đó, muốn đứng luôn nè, các bạn thấy không? Đó, đứng luôn. Gặp như tình trạng như này mà gặp chiếc này với bánh xe nhẹ thế này là nó đang quay luôn rồi, là nó quay luôn rồi đó các bạn. Các bạn thấy mình nẹt là nó vẫn quay nè, thấy không nè. Đó, như vậy thì các bạn thấy là trên hãng Yamaha chỉnh sẵn như vậy đó, có sai không? Bánh xe đang đứng đó có bị sai không? À, không sai nha. Nhưng mà không thể nào lấy cái chuyện bánh xe quay và không quay mình làm thước đo để mà chỉnh côn được các bạn. Hôm nay á, mình làm rõ vấn đề này vì có nhiều bạn á, mình biết là nói mình chỉnh côn mà chỉnh chống đứng thế này là không có chuẩn, là tầm bậy. Thì hôm nay mình nói rõ vấn đề này để mong các bạn nào mà không có biết về vấn đề chỉnh côn á, thì hôm nay vừa hiểu thêm cũng như là làm sáng tỏ luôn cái vấn đề chỉnh côn này. Mình nhắc lại, dựng chống đứng lên và bánh xe quay với không quay á, nó không phải là một cái thước đo quy chuẩn để chỉnh côn. Vấn đề ở đây vẫn là cắt và không cắt. Vì đôi khi bánh xe quay nhưng mà thực tế là côn nó vẫn cắt rồi, là do cái này mình nói rồi. Đó, cái quán tính, cái này đằng này nó quay nè, các bạn biết lực quay nó rất là nhanh, quay rất là nhanh chứ đâu phải quay từ từ kiểu này đâu. Thì khi quay nhanh như vậy, cái nhớt nó sẽ kéo theo cái miếng này, mặc dù đang ly nó vẫn quay theo. Và với bánh xe nhẹ thì chắc chắn luôn là bánh xe nó quay luôn. Còn trừ phi mình đang xài nhớt loãng nè, nhớt loãng nè, và mình đạp thắng lại, có khi bánh xe nó sẽ thắng được cái lực quán tính này thì nó sẽ không quay. Nhưng mà nếu bánh xe nó nhẹ quá thì cái thằng này nó quay, nó làm một hồi đó bánh xe quay theo là chuyện bình thường. Còn nếu các bạn leo lên xe mà chỉnh côn á, với trọng lượng của xe và trọng lượng của mình, thì khi các bạn chỉnh cho dù nó còn ăn một chút xíu, chiếc xe nó vẫn không có khục khịch núc nhích gì hết. Còn ví dụ như bây giờ các bạn cắt côn mà xe nó gỉ tới vậy nè, ganh ti nó nhỏ lại, tức là nó bị đuối do là các bạn không cho nó đi á, nó gắn gồng á, thì chắc chắn 100% là đang không có ly luôn mà hộp 100%, cắt chưa hết. Còn ví dụ như mình nói tình trạng là cắt hơi hơi, các bạn chỉnh cắt ở cái mức độ là nó vừa cắt thôi, nó vẫn còn bám nhẹ thế này, thì khi mà các bạn lên ngồi á là nó không có tác dụng gì hết. Vì thực tế là rất nặng, chiếc xe không thể nào mà dịch gì nổi hết trơn á. Mà lâu ngày và tháng thì cái tình trạng này nè, cái này quay mà cái này đang giữ lại nè, đó, nó sẽ chà xát và nó sẽ ra bã. Thì hôm nay mình đã làm rõ vấn đề này rồi, thì mong các bạn chỉnh côn nhớ thận trọng là vấn đề, là chỉnh sao cho nó chính xác. Cái phần tay cơ côn, ví dụ tay côn thế này, ngoài này là gơ là phải có rồi. Còn ở trong này á, các bạn tùy thôi. Mà những bạn mới á thì nên chỉnh sao cho nó hơi hở xíu như vậy, biết chiều nó sẽ dễ chạy hơn. Còn những người mà đã chạy gần thì đa phần như mình bây giờ nè, chỉnh gần lắm, tức là cắt nè, buông nhẹ là đã ăn rồi, buông nhẹ là đã ăn rồi, biết chi không, nó nhạy hơn, đề ba nó bóc nó lẹ hơn, buông nó lẹ hơn đó. Chứ không phải là bắt buộc phải dựng chống đứng lên bánh xe ngừng quay mới là chuẩn, không phải vậy, các bạn đừng hiểu lầm nha. Bánh xe quay không quay nó không phải là cái tiêu chuẩn để mà chỉnh côn đâu. Chứ bây giờ nè, ví dụ như bây giờ các bạn, mình thấy nếu mà mình mà hướng dẫn các bạn chỉnh côn mà ngay từ đầu mà sai á,
xe mình giờ này là cái nồi nó đi lâu rồi, 20.000 cây rồi, đúng không? Mà khi các bạn chỉnh sai như vậy á thì sẽ làm vô tình hư cái nồi, hư luôn cái bộ đồ lòng ở trên nữa không chừng. Đó. Và là phải mang ra tiệm tốn tiền. Mang ra tiệm sửa, tốn tiền đúng không? Còn chỉnh chuẩn đi một năm mấy, 2 năm trời mà vẫn chưa có gì, 20.000 cái số vẫn chưa có gì. Đó. Rồi hôm nay mình làm rõ vấn đề này thôi. Hôm rày còn có nhiều bạn thắc mắc lắm, mình sẽ cố gắng làm thêm những video mình giải thích vấn đề này. Hy vọng với video này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn vấn đề cắt côn, ly với không ly. Mình nghĩ là mình giải thích rất là rõ rồi ha, các bạn nhớ vấn đề đó nha. Cái bộ nồi á nó khoảng chừng nhiêu gì mà nó chứa đâu khoảng chừng 10 miếng này. Đó, mà mỗi lần cắt côn á cắt được chút xíu à, cắt chắc cỡ khoảng ly 2 ly gì đó. Mình không có đo đạt, như mình không có thực hành cái đó nhiều, mình không biết. Chỉ biết là nó cắt rất ít. Thì cái khoảng cách đó đó, cái chia đều cho 10 cái miếng này á, thì mỗi miếng sẽ còn cách nhau không còn bao nhiêu hết, cỡ khoảng gem, 2 gem, 3 gem gì đó là cùng. Mà khi nó khít như vậy á, mặc dù đang ly nhưng mà khi cái này quay á, cái này vẫn quay theo, là do nhớt các bạn, nó bám đó. Thì khi các bạn xài nhớt 40, nhớt 50 thì còn giữ nữa, là càng dễ quay nữa. Nhớt 50 á, các bạn mà bạn ga mạnh là nó cuốn cái xe quay mạnh luôn á. Rồi, như vậy nha, mình xin kết thúc video này đây luôn. Xin chào các bạn luôn nha.